Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với Đồ Đồng Dung Quang Hà. Anh chị thân mến, chúng ta thường được nghe nói nhiều đến hình ảnh đại bàng tung cánh trên trời cao, là loài chim được mệnh danh là chúa tể của bầu trời, là biểu tượng của sự kiêu hãnh và tầm nhìn xa trông rộng. Chính vì thế mà tượng đại bàng phong thủy được coi là bảo bối nâng cánh công danh và ngày nay đang được rất nhiều doanh nhân ưa chuộng trong việc bài trí không gian làm việc cũng như không gian sống. Được tôn thờ bởi ý chí và sự mạnh mẽ, vì thế mà tượng đại bàng thường được đặt trong phòng khách hoặc phòng làm việc để hạn chế những kẻ tiểu nhân và giúp cho chủ nhân đưa ra những quyết định sáng suốt và thành công hơn trong công việc. Anh chị có thể thấy từng bộ phận trên đại bàng đều mang tính phong thủy rất cao. Đầu cùng đôi mắt là biểu tượng cho sự uy nghiêm, khắc chế tà khí, xua đi vận rủi cũng như những kẻ tiểu nhân. Cánh sải vươn dài giúp thu hút sinh khí cùng năng lượng may mắn và tiền tài. Móng vuốt sắc nhọn biểu hiện cho sự dũng mãnh và quyết đoán. Tượng đại bàng tại Dung Quang Hà được đúc hoàn toàn thủ công bằng đồng nguyên chất, mạ vàng 24K bởi những nghệ nhân lành nghề tại làng nghề đúc đồng truyền thống Vạn Điểm, Ý Yên, Nam Định. Nếu như anh chị đang tìm kiếm một vật phẩm làm quà tặng cho sếp, cho đối tác hay bạn bè, người thân thì hãy liên hệ tới Đồ Đồng Dung Quang Hà để nhận được những sự hỗ trợ anh chị nhé. Để lựa chọn được những món quà chất lượng và ý nghĩa cùng mức giá phù hợp, anh chị hãy liên hệ ngay tới Dung Quang Hà qua hệ thống website và fanpage của chúng tôi hoặc ghé ngay showroom 663 Giải Phóng để tham quan và mua sắm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Đồ Đồng Dung Quang Hà, nét tinh hoa truyền thống.